trong nước bạc thuyền ta trôi. Hai anh em bọn tôi là đang bơi trên thuyền, xong đánh từ ngoài xa đánh vào trong rìa cỏ bên trong kéo ra. Tầm bao cân? Chết rồi. Anh em thấy phê không? Dưới không gian trời nước như này, bên kia là sân gôn, các đại gia đang đi đánh gôn. Còn bên này là các giả gia đang đánh đua. Chưa biết ai phê hơn ai đâu. Hoàng làm thuyền trưởng. Còn Toán nhà quê thì Phát Tiêu đi tìm những khu vực có cái điểm dựa để đánh cá chim sổ. Thuyền ta xuôi với dòng nước bạc, thuyền ta trôi ai đắp ngập ai thả cá. Chết rồi, chính rồi, chính rồi anh em. Về chưa? Chính rồi. Ôi, bắn ra người. Món gà không phải dạng vừa đâu, tôi chưa được thưởng thức kiểu này bao giờ. Đã cá chín rồi. Gà dạng hàng. Nhìn phê chưa? Món gà dạng hết cỡ. Trông nó đẹp quá. Thôi, mời cả nhà nào. Có biết không?